Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo đề án Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trong tình hình mới, khu vực phía Nam. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các chuyên gia, nhà khoa học, hội cựu chiến binh, các ban bộ ngành trung ương và chính quyền các địa phương. Với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo khẳng định, quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Nhà nước, là một trong ba chức năng của quân đội đã được khẳng định qua thực tế trong suốt 79 năm kể từ khi ra đời cho đến nay. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển các khu kinh tế quốc phòng, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế chưa được cụ thể hóa, đồng bộ. Nhiều ngành kinh tế mà quân đội có thế mạnh chưa được quan tâm đầu tư phát triển. Do đó, việc xây dựng đề án quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới là hết sức cần thiết và cấp thiết. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cơ quan thường trực, ban chỉ đạo xây dựng đề án tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh đề án. Xây dựng đề án bảo đảm được tính kế thừa, phát triển, sát với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Kịp thời gửi các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xem xét, bổ sung trước khi báo cáo Bộ Quốc phòng. Lấy ý kiến các ban, bộ ngành trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.